đấy các bác thấy là nó bây giờ là nó màu sắc của nó là nó khác rồi, thấy thay đổi rồi các bác ạ. Đấy các bác để ý là phần nó kéo từ đầu cầm xuống cuối cầm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Thịnh Phát Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Chúng tôi là cơ sở sản xuất gỗ lớn nhất Tây Nguyên, chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm gỗ nguyên khối ra thị trường với đa dạng mặt hàng gỗ tự nhiên như bàn ghế gỗ, phản, sập gỗ nguyên khối, ghế sofa, bàn tròn, bàn dài. Được làm từ các loại gỗ quý có tuổi đời thập niên cao như gõ, cẩm hồng, gỗ lim, gỗ lát. Vâng, các bác đang được nhìn thấy được một cái tấm sập mà em để ý là ở đây cực kỳ đặc biệt luôn. Tại sao đặc biệt thì các bác cùng đi vào xem cùng em biết nha. Và các bác để ý ở đây, hiện tại thì cái tấm sập này đang là phe cạnh, cũng như là bên em cũng đánh phay cái phần cạnh này rồi các bác. Và nó tạo ra một cái điểm nét gì đấy cực kỳ đặc biệt cho các bộ sập nguyên tấm như thế này. Mà tấm này bên em mới gia công mặt tiền cũng như là phần cạnh và mặt dưới rồi. Đấy thì hiện tại là em này đang thô này. Đấy thô nhưng kiểu là bây giờ chỉ còn mấy cái công đoạn nữa là xong hoàn thiện rồi các bác ạ. Đấy thì bây giờ em sẽ cùng các bác đi xem toàn bộ cái tấm này nhá. Nếu các bác nào từng xem các video trước mà bên em sẽ cây thì hẳn các bác sẽ nhìn thấy là bên em sẽ cái cây cẩm hồng là cái cây này là dài hơn 3 mét. Đấy thì 3 mét thì những tấm này mà bên em sẽ thì từ một cây dài hết rồi các bác. Từ một cây dài thì bây giờ là bên em là cũng gia công cũng như là làm cái bộ sản phẩm là sập cẩm hồng là phe cạnh. Đấy thì hiện tại thì bây giờ là bên em sẽ quét lót cũng như là tạo nét cho cái tấm này nhé. Đấy thì hiện tại thì bên em đã quét lót xong cái tấm này rồi các bác. Đấy các bác để ý là nó bây giờ là nó màu sắc của nó là nó khác rồi, phải thay đổi kiểu các bác. Đấy các bác để ý là những phần chung sụp đấy, nó kéo từ đầu cầm lên cuối tấm. Thì cái cây cẩm hồng này bên em sẽ là nguyên cây. Thì nguyên cây thì nó ra là tất cả những tấm mà kiểu là cùng cái cây này ấy, cực kỳ là nó có sở hữu những phần sụn như thế này các bác này. Đấy, thì những bộ sản phẩm thế này thì
Nhiều bác là kiểu thích chơi theo cái phong cách là kiểu để phe cạnh, phe cạnh tự nhiên thì nó kiểu là thì nó vẫn tạo được cái nét đẹp của cái bộ sập mình. Đấy, bác để ý này, con ngu, ở đây con ngu. Đấy, và phía cạnh bên này, đấy, phía cạnh bên này thì bên em cũng đánh quật cũng như là đánh phay hết rồi. Kiểu là dùng cái máy đánh phay và sau đó phay phần cạnh để loại bỏ phần rác đi các bác. Đấy, để chơi nguyên tấm. Đây các bác để ý đầu tấm. Đấy, thì trong rất nhiều video em vẫn có chia sẻ là để mình nhận biết được những cây mà kiểu là đẹp như tấm. Thì các bác cũng có thể nhận biết vào đầu tấm hoặc là cuối tấm. Đấy, thì các bác dễ dàng nhận biết được. Ừ, các bác để ý xem, những phần sụ. Đấy, cực kỳ mê phải không ạ? Đây, phía đầu tấm này. Đấy, thì hai đầu cực kỳ đẹp luôn các bác. Các bác để ý là xong vừa quét xong là bây giờ là nó kiểu là nó khô, đang khô dần các bác. Đấy thì bây giờ em Đức sẽ chia sẻ các bác kích thước nhá. Đấy thì em đo cả phần cạnh luôn. Ở đây là rộng cho 1m79 đi. 1m79 là chơi phần phe đấy các bác. Đó, chiều dài. Chiều dài là 3m35 nha các bác. Dài 3m35. Wow, cái này quét hai nước rồi. Nhiều nước. Đấy thì anh Phước đang quét lại cái một nước nữa. Đấy thì chắc chắn thì sẽ phải quét nhiều. Đấy thì các bác xem tham khảo cái kích thước này, dày 18 nhé các bác. Đấy thì các bác để ý là nguyên tấm này. Đấy, anh Phước đang trực tiếp vào quét lại. Thì đấy thì hiện tại thì anh Phước đã quét lót xong lớp thứ hai các bác. Đấy thì bây giờ là nó các bác để ý là xong cái công đoạn này thì sẽ phải tăng cũng như là phải rung lại các bác. Đấy thì em Đức cũng chia sẻ với các bác là cái khi mà cái quy trình các bác thợ là gia công những bộ sản phẩm mà bộ sập phe như thế này thì các bác cũng có thể tham khảo cái kích thước hoặc là tham khảo cái tấm cẩm hồng. Đấy thì cẩm hồng thì hiện tại bên em về rất nhiều luôn các bác. Đây cũng tấm cẩm hồng. Đấy hiện tại thì nếu các bác thích chơi phong cách phe cạnh như cái tấm này thì các bác cũng có thể tham khảo cái tấm này. Tấm này là bên em là đang gia công phần mặt này. Dài 16, dài cũng 3 mét, hơn 3 mét này các bác. Rộng 1m2 à. Đấy thì tấm này thì hiện tại cũng nguyên tấm luôn các bác. Hiện tại đang thô thôi. Thô là sao? Là cái phần cạnh này. Đấy, phần cạnh bên em chưa gia công này. Và đầu tấm này, chưa bổ vuông hết này. Chưa bào luôn này các bác. Đấy, và mặt tiền ở đây thì bên em mới tăng thôi. Tăng xong thế này thì sẽ quét lót. Đấy, nếu các bác nào cần những tấm như thế này thì các bác cũng có thể là trao đổi trực tiếp với em phía dưới bình luận nhé. Hoặc là mặt bàn, đây, mặt bàn gỗ cẩm hồng này các bác. Đấy, thì bên em cẩm hồng về rất nhiều. Đây, cẩm hồng, đấy, mấy tấm cẩm hồng rất nhiều. Nếu các bác quan tâm thì các bác trao đổi trực tiếp cho em nhé. Đấy, hoặc là kết nối với em qua số Zalo ở góc trái màn hình thì em sẽ hỗ trợ cũng như là tư vấn đến các bác để các bác cũng có thể là sở hữu được những bộ sản phẩm đẹp và ưng ý trong gia đình của mình nhé. Đấy thì nếu các bác yêu thích những video tương tự như thế này thì các bác giúp em Đức một đăng ký kênh hoặc để lại một bình luận bên dưới để em Đức cũng có thể là học tập cũng như là cải thiện để nâng cấp những video là trở nên kiểu là tốt nhất có thể. Đấy thì các bác cứ trao đổi trực tiếp bên dưới nhé, thì em Đức sẽ cố gắng ghi nhận cũng như là cải thiện để phục vụ các bác nhá. Vâng, thì cái video này em Đức cũng xin phép các bác là dừng lại tại đây và em Đức sẽ chia sẻ với các bác là trong những video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.